Rồi, xin chào anh em, chia sẻ anh em một cây trồ mồi mới khai thác dưới nha. Cây có một cái bề đế giống thú, nằm rất là đẹp nha anh em. Có hành ở sát gốc là 101 nha anh em, vành 101 nha, cao là 85. Nhì một cái viên đá nè, nhì một cái viên đó, một viên nè, hai viên nè, bên đây viên nữa. Rồi quay qua anh em xem. Trên đầu cốt của nó là nó lúa nha anh em, trên đầu cốt của nó lúa rất là lâu năm rồi nha. Nó nứt những cái chi chốt nhỏ lên nha anh em, những cái đường tay chân rễ của nó tạo chốt rất là nhiều. Vậy mấy viên đá đẹp với anh em à, một phôi trò mồi mới dưa nha anh em, rất đẹp. Trên đầu lúa cao 85, hành sát gốc 101 nha anh em, rất là đẹp luôn anh em nha. Rồi để im đi, im đi. À, rất là hay, một khoai trò mồi nha anh em nha. Rồi anh em yêu mến thì giao lưu ủng hộ nha, chào anh em.